baby nha. Thì ngày hôm nay mình đang ở một cái chỗ rất là rừng. Nhưng mà ở đây không phải là rừng mà là một cái quán cà phê. Ủa gì vậy? Nhanh nè, nhanh nè. Chạy. Một cái quán cà phê, một cái nông trại. Một cái chỗ để giải trí đó, có rất là nhiều hoạt động rồi. Ok, thì chào đón các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Và trước khi vào clip á, thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ bật mí cho các bạn là ngày hôm nay mình đứng đây để mình làm gì nè. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ tới đây để mình làm một cái hoạt động nghệ thuật. Cái gì vậy bà nội? Là sao vậy chị? Đó gọi là gì ta? Nặng đất sét hả? Ừ. Phải không? Đúng rồi. Tạo hình đất sét. Mà đất sét không phải là đất sét ở dưới đất đó đâu, mà là đất sét khô nha mọi người nha. Tạo hình rất đẹp luôn. Nay sẽ là lần đầu tiên mình thử coi là không biết là mình có tạo hình đẹp như là những anh chị kia hay không. Yes. Đó, thì như các bạn thấy là đây là một cái bờ suối. Thì tí nữa là mình sẽ ra bờ suối này để là mình nặng đất sét. Yeah. Trời ơi hơi chiêu luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vô đây để mình cho các bạn xem qua những cái khung đất sét nó sẽ như thế nào. Rồi vậy đi. Trời ơi hay dữ quá. Kiểu bị bí ngôn tự như. Ở đây có tô tượng, có rất là nhiều tượng luôn. Đây. Thôi qua đây trước đi, chưa cho các bạn coi đất sét hơn qua đây. Ở đây sẽ có một vẽ chanh như thế này nè các bạn. Nè, cái này là chanh đang len. Đó. Bông len. Rồi, đây là tô tượng các thứ. Vẽ chanh đi, cái này có vẽ túi tôn nữa nè. Vẽ lên túi tôn thì mình mang cái túi gì mình xài được luôn nha. Có rất là nhiều tô tượng. Đây là màu và đây những cái dụng cụ để trang trí rồi đó. Ủa? Hả? Đâu? Đèn cày hay sao á? Đó, bên đây có rất là nhiều tượng để các bạn lựa chọn để tô luôn nha. Nhưng mà hôm bữa là mình tô tượng rồi nên là hôm nay mình sẽ lựa một cái hoạt động khác để mình làm. Đó, như các bạn thấy rồi đúng không? À, rất là nhiều tượng. Và đây là một cái bó hoa làm bằng đất sét khô. Wow. Nhì, đẹp không? Tí nữa mình sẽ làm cái này nè. Đất sét tự khô. Nè, cái này nó cũng là đất sét khô nè mọi người. Tạo hình luôn nè. Wow. Rất là nhiều luôn. Nè, cái này cũng hình như là đất sét nhưng mà cái này loại cứng. Loại cứng á, loại dẻo á. Đó. Nè. Cái này đất sét luôn nè. Wow. Ôi đẹp thế. Nguyên một cái mai luôn. Ở đây thì có tô chanh. Cái này là một cái bạn hình có mấy tuổi à? Khéo chân mini luôn. Nó đẹp ha, nãy này cũng là đất sét khô luôn nè. Các bạn thấy không? Đó, ok. Rồi, các bạn qua bên đây, nhân vật chính ở bên đây nè. Đây. Các bạn thấy gì chưa? Đây là cái chị ở đây người ta nắng cái con này bằng đất sét, nhưng mà cái này là không phải đất sét khô, cái này mới là đất sét khô nè. Tôi khoái con này nha. Con này rất đẹp nhưng mà tại vì là cái này là nó hơi xu là tại vì khách tới khách hơi lúng túng tay chân á, làm cho bị gãy rồi, chưa làm lại nhưng mà thật sự là nó rất là đẹp. Trời ơi, thích con rồng này ghê trời. Quá trời đẹp luôn. Rồng lửa hả? Không. Rồng ngồi trên đống vàng. Đây, còn cái này là thành phẩm của đất sét. Nhưng mà tí mình sẽ làm cái mẫu giống y như vậy luôn. Nhưng mà mình sẽ làm bằng đất sét khô. Cái này là đất sét nặng nha, không phải là khô. Nó rất là nặng, nó không có nhẹ như cái đất sét khô đâu. Đó, tí nữa mình sẽ lấy cái này làm ý tưởng, mình sẽ làm theo. Đó, và mình có làm những cái chi tiết khác hay như thế nào thì tí nữa mình tính ha. Và đây sẽ làm cái mẫu. Bây giờ là mình sẽ đi lấy đất sét và mình đi ra ngoài bờ suối rồi mình ngồi mình làm ha. Đây nó sẽ có giá những cái dịch vụ này nè mọi người. Thì cái đất sét khô của mình là 180.000, 150 đến 180. Bây giờ mình xáy cái này. Đó, bây giờ là mình sẽ ngồi đây để mình tô đó. Ngồi là bách rau, suối chảy róc rách lộ đó. Chiêu dã man luôn. Rồi, thì xin giới thiệu với mọi người vô nhân vật chính. Đó chính là những cái đạo cụ. Cái này là để là mình tạo hình đất sét. Đó, nhiều đầu, nhiều mẫu, nhiều má luôn. Nguyên cái cây này nữa. Cây này chắc để lăn á. Lăn đất sét đó. Còn cái bảng này là mình sẽ để đất sét lên đây để mình lăn nè. Nó có kích thước luôn nha. Đó, còn cái này là để mình ép nó xuống. Đè nó xuống. Cái bảng này nó có kích thước nha mọi người. Có kích thước có luôn. Có cả hình vuông, hình tròn, đồ này nọ dưới đây nè. Đó. Mình để theo đây mình làm theo. Ờ. Trời ơi. Đằng sau nó sẽ là một đống kích thước đo đồ này nọ, cắt tờ phi bao nhiêu, vòng tròn đó bao nhiêu. Ê lú luôn rồi. Ở cái kiểu đó nè, nó có những cái chu vi nè. Ôi ê, em chưa bao giờ em làm này, em nhìn em không biết cái này là cái gì luôn rồi, còn nữa chưa hết đâu. Đây, đây sẽ làm cái khung gỗ giống như cái này nè. Giống như cái này nè, để mình trang trí lên đây. Và sẽ có những cái màu đất sét như này. Ờ nó nhẹ khô luôn á, như là đám mây luôn á. Những cái cây này để mình làm cái trụ nè, giống như làm cái cây là cái này là phải chẻ trong cái thân cây để cho nó cứng nè. À. Đó. Rồi sẽ có những cái que nè, rồi keo dán nữa. Keo dán nè. Đất sét thì mình sẽ có một đống màu. Mình đổ ra đây đi. Đây. Wow. Trời nhiều màu quá vậy? Nhiều lắm, thích làm gì làm mà. Những cái bịch đất sét này á mọi người thì nó sẽ rất là mềm. Nhưng mà mọi người xài bao nhiêu mọi người lấy ra thôi, xong mọi người đóng cái túi zip lại thì nó sẽ không có bị khô. Ừ. À. Ủa? Túi zip đâu? Đó, túi zip. Không, ý là mấy cái loại này nè là cái đó túi zip.
Bữa nay đâu có túi zip đâu. Không có túi zip thì phải tiết kiệm. Rồi xong. Giờ không biết bắt đầu từ đâu nữa anh trời. Ở bên làm bãi cỏ chứ. Trời. Tại vì bắt buộc phải làm nó chứ. À. Ừ. Rồi mới làm cái khác trồng lên chứ. Bây giờ anh làm cái kia xong rồi sao anh gỡ ra hết. Anh gắn cái bãi cỏ gì đâu được. Phải làm thứ tự nữa đó. Phải tư duy lắm đó chứ đâu phải muốn làm mà làm được đâu. Đúng không Duy? Đúng rồi. Anh Duy ngồi cái bên. Rồi. Đó. Rồi trước khi mình bắt đầu cái này thì mọi người có biết công dụng của đất sét chưa? Chưa. Mọi người biết nó khô trong vòng bao lâu chưa? Chưa. Rồi. Ok. Cái đất sét này khô trong vòng một ngày. Tức là khi các bạn lấy ra các bạn có thể tự do thoải mái nặng hình như thế nào các bạn làm xong thì thôi. Mà ai nói anh sao anh biết? Thì các bạn để khô nó thì sẽ tầm trong vòng từ nửa ngày đến ngày là nó sẽ khô cứng lại. Nhưng mà sao anh biết? Thì người ta nói. Cái tưởng nó nói bậy bạ ha. Thông tin đã được kiểm chứng. Ừ ok ok ok. Được. Rồi. Bây giờ đây sẽ là cái mẫu của Linh làm. Mẫu để đây mẫu đi dòm nè. Đâu bây giờ đưa lên cho các bạn coi kỹ nè. Đó, đầu tiên sẽ là thảm cỏ. Rồi đến mấy củ cà rốt, rồi con thỏ, rồi con cừu, rồi cái nhà, rồi cái cây. Rồi, ừ, lại vậy. Em nghĩ là em sẽ làm cái to trước tới cái nhỏ sau. Đó, bây giờ đầu tiên là tụi mình sẽ đó, kiếm cái này làm cỏ nè. Ủa kìa, cái đó đất cỏ đẹp nè. Giờ mình sẽ kiếm màu xanh để làm cỏ trước. Đó, đó đi, cái này đi. Màu này đi. Màu này với màu này. Đó. Rồi, ok. Rồi, lấm. Cỏ. Trời ơi. Từ từ nha. Mạng phép. Hả? Có mùi gì đâu. Thì cái này mà thơm nữa để bỏ họng luôn chứ mà không ăn được nha mọi người nha. Ừ. Y như cục kẹo không phải. Ê mềm lắm luôn á. Rồi. Vậy hả? Tao cho bóp miếng thử coi. Ôi trời ơi. Thôi. Nó rất là đã cái tay. Bánh luôn. Mềm là anh thích bóp à. Ui. Dễ nặng. Ý. Hay bây giờ em lăn nó ra nha. Chồng cỏ lên. Bỏ vô đi, kẹt nó vô. Chồng cỏ trên này luôn đi. Đó. Thôi làm đại nha, không biết cái này chưa có kỹ thuật mọi người ơi. Nói chung là bây giờ mình lần đầu mà mình cứ làm trải nghiệm đi. Lần sau có kinh nghiệm mà làm lại mình tiếp. Ok, bây giờ là mình sẽ đâm cái này xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy cái này làm cái cây. Cái cây người ta dày, còn mình muốn là cái cây nó dày. Mình cho cái tán đưa vô cái nhà. À, mình phối lại liền. Nhưng mà tại vì mọi người biết sao cái này nó mềm lắm, không thể nào nó trụ thành cái cây được. Nên là mình lấy cái cây thiệt, mình làm cái ở trong, mình ốp cái đất ở ngoài, cái mình dựng nó xuống. Đây là cái khung như vậy. Cái khung đó. Rồi, mà biết sao dựng luôn à. Sẽ nhập thầu công trình để làm cái nhà. Cái nhà đó, em là chủ thầu. Nhập công trình rồi đó. Để đây là khung nhà nha. Khung nhà nha, khung nhà là một cái ly. Đó, cái cây thật thật giả giả của mình đã xong. Mình định định vô vậy hay không? Thấy không? Thật thật giả giả phải không? Giờ mình cắm vô cái đít này. Cái đít này sao nhìn vô chi vậy? Cần, em chưa làm xong mà. Em không biết làm sao làm đại. Nhưng mà làm cái ghê quá. Đó. Tán tiếp. Nấm hả? Đang xây nhà nấm đó. Wow. Sao vậy? Sao nhìn nó kỳ kỳ vậy? Kệ nó. Cũng tạm ổn á. Mình cứ làm cho nó đều đều lên chỗ này là được. Để lấy cái này lăn ra được không? Đúng là lần đầu làm các bạn à. Hãy xem cái nấm này của mình còn cái nấm này của người ta nè. Trời đất quỷ thần ơi, nó khác xa nhau. Cứ từ từ. Còn cái cây của bà Linh là hãy xiên xẹo nữa rồi nè. Không phải là nó đang chưa có khô á. Em phải chống thêm cho nó vô. Không, tại nó mềm quá, nó bị xào quẹo. Gì đó. Ừ, đây là thành quả của mình đã làm xong cái cây và cái nơm. 80 người làm trong cái này đã đó. Đây ông này cũng làm luôn rồi nè. Đó. Ông làm một con cừu dễ thương quá vậy. Nó quay nghiêng nghiêng qua anh. Nghiêng. Ờ đó. Ra con cừu rồi nghe. Và thêm mắt mũi rồi vô là ok. Ông này là khéo tay nhất ở đây rồi đó. À.
Đây vẫn làm cái nhà. Bàn giao cửa sổ. Giờ bàn giao cửa sổ là tôi mới gắn cái nhà vô cái nền nhà của tôi rồi đó. Giờ là tới cửa sổ với lại cửa chính nè. Đó. Nhíp cái đầu quá vậy. Là mình sẽ làm cái cửa này nè. Đó, hai cái cửa này. Lễ bàn giao cửa sổ nha. Đó, anh vô. Nó có dính không? Nhẹ tay. Đó, tí nữa sẽ gắn cửa chính ở đây. Đây chỗ này. Rồi đây, anh đưa cụ bên đây coi. Trời ơi, dính cái mắt nha. Ủa? Để ngang là thấy con cụ mới mắc cười. Đó. Trời ơi. Chưa chấm mắt. Rồi bàn giao một con cụ rồi, giờ thì tới em làm con thỏ nè. Con gì con thỏ hả? Em làm con thỏ. Đây là bàn giao con cụ đó rồi nha. Rồi. Giờ làm thỏ nè. Em thỏ gốc là như thế này. Chà cũng khó nha mọi người. Đây là thỏ gốc nha. Rồi, bà Linh đã làm gì nha? Cái đầu cho mình. Gì hả? Chắc ủa? Làm gì? Ôi. Rồi, xong rồi. Bà vô. Cửa sổ về vũ trụ 2. Ơi, con thỏ hả? Con thỏ, em làm con thỏ. Đang thiếu một cái tay với hai cái chân nữa. Đang làm cái tay. Kiểu làm cái cửa. Công trình nhà này kiểu là cũng hơi là tốn công tốn sức đó. Ok, đây là cánh cửa của chúng ta. Vườn cà rốt của tôi là sẽ có 5 củ, đang làm củ cuối cùng. Chết mồ, sao con thỏ nhỏ tôi làm nó vô chi quá vậy con? Ồ, con thỏ mình làm đẹp nè, ổng làm kìa. Tay chân cục ngủng vậy con. Đi lép dế rồi. Đó, nhìn cũng ok đó mọi người. Rồi bây giờ em sẽ làm củ cà rốt. Là mình làm nó dễ thương ha, nhìn nó rất là vô chi. Nè đó, anh, em làm củ cà rốt nè, bây giờ anh sẽ làm cho mấy cái lằn củ cà rốt. Đó. Đó, thấy không, ra chưa? Gắn thêm 3 cái chụp. Ủa. Gắn thêm 3 cái chùm đây nữa là ok. Đó. Rồi đâm ở giữa. Đâm ở giữa. Ở giữa làm chi? Để nhét 3 cái cơ, cái đầu mỏng. Đâu, cứ để lên là được. Đây. Để lên hả? À quên rồi. Là vì anh thấy cà rốt của bên mẫu gốc là người ta sẽ thấy một cái lỗ ở giữa. Xong rồi sau đó người ta sẽ nhét từng cái cộng đầu vô. Đó. Không, em gắn vô luôn rồi. Mới bơm môi các bạn thông cảm. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nó lên nóc nhà. À, giống bên kia chưa? Cái môi người ta gì cái môi bà đổ về quá trời rồi. Sao nó không nét chân ta? Ủa làm gì vậy? Cái này gì vậy? Đi vô đó. Ê ơi. Ủa này đường đi vô hả? Đúng rồi, đường vô nhà đó. Cái gì mắc cười vậy? Ủa bà làm gì vậy? Không biết, Nam thấy cái dụng cụ này hay quá nên là bây giờ em làm cái thử coi nó ra cái gì. Mà hồi nãy nó ra được cái lá sen rồi. Gì hả? Giờ chắc ra bông rau muống quá. Đâu? À,
nè nè, nãy em làm cái lá sen bằng cái đó đó. À, với cỏ bông lá nè, người ta lá sen làm bông sen không làm, nó làm cỏ bông lá chi đó. Kệ đi, lẽ vợ này vô đây, mà này nó giống cái bông rau muống thiệt. Thế gì nè, quá hợp không? Không, vô viên nè. Vô viên luôn hả? Cái này gắn lên đây. Rồi bây giờ mình đi xăm tiếp mấy cái cục này đó, cầm mấy cái đầu nhọn không tâm tâm thôi, không gắn vào trên cây nó sẽ là như vậy nè quý vị, thấy chưa? Rồi bà Linh phải vẽ cái gì con thỏ vậy trời? Con thỏ như chú Hề luôn rồi. Trời, tại nó rung xuống nó quẹt từng lem cái lỗ mũi đỏ chét luôn rồi. Ok mọi người ơi, và đây là thành quả mấy tiếng đồng hồ của mình ngồi mình nắng, mình nắng ba người nha, ba người làm cái này nha, chứ một người làm cái này chắc hai ngày chưa xong quá đó. Một ngôi nhà kế bên một vườn thú, có cừu và em thỏ, có một cái hồ sen, hồ sen mà có lá bốn cỏ là độc lạ Bình Dương, con ốc mà leo lên tới lên nóc nhà. Ừ đó, rồi cái cây này tôi không biết cái cây gì, cây này cây bong bóng hay cây gì thì không biết, nhưng mà nói chung đẹp là cứ làm thôi, không biết nè. Ở đây có cái mấy cây hoa gì đây, hoa bất tử hay hoa gì không biết, rồi ở đây là một cây hoa hồng rồi đâu mất tiêu rồi. À, xỉu rồi, dở ra ẹt nó qua đây đó. Đây là mẫu tham khảo và đây là mẫu mình làm, mọi người chấm điểm hai cái này như thế nào và mọi người thích cái nào hơn mọi người comment cho Linh biết nha. Đó, lần đầu tiên làm mà tôi làm vậy thì không biết là ổn không nha mấy bà. Ok mọi người ơi, quay từ cái lúc mà trời còn nắng mà giờ trời tối thui luôn rồi mới xong nha mọi người nha, phố lên đèn luôn rồi đó. Rồi thì đây là thành quả của mình và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Linh từ đầu tới giờ luôn ha, và mong là mọi người sẽ thích clip này và nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của Linh nha mọi người ơi. Ok, và nếu như mọi người thích Linh làm cái này nè thì mọi người hãy comment đó, mọi người muốn làm cái gì thì mọi người nhớ comment nha, Linh sẽ lựa ra. Và nếu mọi người ủng hộ nhiều, Linh sẽ làm tiếp những cái tập tiếp theo và những cái nhân vật khác hoặc là làm những cái hình khác nữa cho mọi người ha. Ok, còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.